người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, cả cuộc đời bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Bác thương các cụ già xuân về gửi biếu lụa, bác yêu đàn cháu nhỏ trung thu gửi cho quà, bác thương đoàn dân công đêm nay ngủ ngoài giường, bác thương người chiến sĩ trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời rất thanh cao không gần chút riêng tư, mãi ngàn đời ngát hương thơm trong tâm hồn Việt Nam. Bác đêm ánh mặt trời xua màn đêm xa lạnh, xuân về dâng hoa đẹp cho đời, bác như bài dân ca ru em bé vào đời, bác như vì sao sáng sáng giữa trời bao la, như cánh chim không mỏi bay khắp miền quê. Trời biết